Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Lợi dụng các vấn đề về đất đai, dân tộc, tôn giáo để lừa gạt, dụ dỗ, lôi kéo, kích động những người nhẹ dạ cả tin, gây ra những bất ổn trong xã hội nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ là những âm mưu thủ đoạn hết sức nham hiểm trong chiến lược diễn biến hòa bình mà các thế lực thù địch phản động đang giáo diết thực hiện để chống phá cách mạng nước ta. Trong chương trình hôm nay, với sự đồng hành của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Trưởng ban nghiên cứu tổng kết lý luận Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự Học viện Chính trị, chúng ta sẽ cùng nhận diện những âm mưu thủ đoạn này. Xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Và để bắt đầu, chúng ta sẽ cùng đến với một clip ngắn. Từ nhiều năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư luôn được các địa phương tổ chức vào dịp 18 tháng 11, ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú thiết thực. Trong ngày này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều dành thời gian về dự với bà con nhân dân ở mọi vùng miền, đến thăm các chức sắc, chức việc, các tôn giáo, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chia sẻ cùng nhân dân những lo toan trong cuộc sống. Từ đó không chỉ giúp Trung ương Đảng, Chính phủ đưa ra được những quyết sách kịp thời, đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn được toàn dân ủng hộ, mà thông qua các hoạt động này càng thêm gần dân, dân càng thêm tin Đảng. Khi lòng dân ý Đảng gặp nhau thì những khó khăn thách thức đã biến thành cơ hội. Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới là một minh chứng rõ nhất cho điều đó. Để mở đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, người dân đã tự nguyện hiến tặng hàng trăm ngàn mét vuông đất, đóng góp hàng vạn ngày công lao động. Theo báo cáo của chương trình, trong 10 năm 2009-2019 đã có trên 2,4 triệu tỷ đồng được huy động cho phát triển các thiết chế hạ tầng sản xuất, đời sống văn hóa xã hội ở nông thôn. Hiện đã có 4.665 xã, bằng 52,4% tổng số xã trong cả nước, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 2,4% so với mục tiêu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao. Cũng trong giai đoạn này, với sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức và người dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã huy động được hơn 52.000 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 800.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khác giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn dần ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Thưa đồng chí ạ, qua clip trên thì đã cho chúng ta thấy là việc tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trước đây cũng như hiện nay thì luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng, và đất nước ta thì cũng đã đạt được những thành tựu rất là quan trọng về lĩnh vực này. Vậy thì đồng chí có thể làm rõ hơn về những thành tựu đó không ạ? Qua clip chúng ta có thể thấy rõ một vấn đề, nhờ đại đoàn kết ý, thì tình hình kinh tế xã hội Việt Nam đã có phát triển vượt bậc. Chúng ta đã vượt qua cái khủng hoảng và chúng ta đang bước sang cái giai đoạn của đất nước phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt Việt Nam có cái đường lối chính trị ổn định, nhất quán và lâu dài mà nhiều nước trên thế giới hiện nay không có được. Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững, tăng cường. Chính sách đối ngoại của Việt Nam ngày càng được rộng mở. Việt Nam hiện nay đã có quan hệ quốc tế với 189 nước trên quốc tế. Và mới nhất là Nam Sudan. Và năm vừa rồi chúng ta thấy rằng là không dễ dàng khi mà có 192 nước trên 193 nước bầu Việt Nam vào Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ 2020-2021. Và sang năm đây chúng ta là chủ tịch của cái khối ASEAN. Chính là nhờ cái sức mạnh của đoàn kết trong nước, đoàn kết dân tộc và đoàn kết bên trong với bên ngoài mà chúng ta có được cái uy tín, vị thế như ngày hôm nay. Có thể thấy rõ ràng là đất nước chúng ta đã đạt được những thành tựu rất là quan trọng trong lĩnh vực này. Vậy thực hiện thành công chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo thì đã có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như là sự phát triển của đất nước ạ? Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện đoàn kết dân tộc, đoàn kết đồng bào có đạo với đồng bào không có đạo, đoàn kết lương giáo ấy. Cái chính sách đó nó định hướng cho toàn dân tộc ta đi theo một cái con đường đúng đắn duy nhất, đó là gì? Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là dân giàu, nước mạnh. Đó là tốt đời, đẹp đạo. Chính nhờ cái chính sách này mà nó tập trung
mọi cái sức mạnh của dân tộc, cái nguồn lực của đất nước cho thực hiện cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm quan trọng nhất của nước ta hiện nay, đó là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính sách đại đoàn kết dân tộc này nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không chỉ quy tụ, nó tập hợp sức mạnh của nhân dân, mà chính nó là tấm khiên, cái khiên bảo vệ chế độ, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất dân tộc, nhận diện phân hóa kẻ thù. Với những ý nghĩa quan trọng mà như đồng chí vừa chia sẻ thì đúng là một đất nước mà muốn mạnh giàu thì trước hết đất nước đó phải có một môi trường hòa bình ổn định để phát triển đã, đúng không ạ? Đúng vậy. Vì vậy mà phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo cũng là phá hoại sự phát triển đi lên của đất nước. Đây cũng là một trong những thủ đoạn hiểm ác mà các thế lực thù địch phản động đang giáo diết thực hiện nhằm làm suy giảm sức mạnh của cách mạng Việt Nam, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn. Lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền. Lợi dụng các vấn đề về đất đai, môi trường, sự phân hóa giàu nghèo trong một bộ phận nhân dân để kích động những người nhẹ dạ cả tin chống đối chính quyền, rồi kêu gọi các tổ chức phản động nước ngoài can thiệp. Đó là những thủ đoạn nguy hiểm mà các thế lực thù địch phản động đang thực hiện nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, vốn là tài sản vô giá và là nguồn sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Những hình ảnh này là hiện trường của vụ phá hoại do tổ chức khủng bố Việt Tân thực hiện. Kẻ phá hoại đã phải trả giá bằng những hình phạt nghiêm minh của pháp luật. Nhưng tổ chức khủng bố này vẫn đang tìm trăm phương nghìn kế để phá hoại những thành quả của cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Còn đây là những kẻ đội lốt tôn giáo từng có tội với cách mạng, như mục sư Ihinie, vốn là đối tượng phản động phun rô lưu vong. Mục sư Nguyễn Công Chính và cái gọi là Hội đồng Dân tộc Bản xứ tại Việt Nam ngày nay, bằng nhiều thủ đoạn như vu khống, xuyên tạc chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước, cũng như tình hình thực tế đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng còn ra sức dụ dỗ, lôi kéo, kích động những người nhẹ dạ cả tin hoặc những kẻ tội phạm tham gia vào các vụ khiếu kiện đông người hoặc gây rối trật tự công cộng, rồi vu cáo chính quyền đàn áp các sắc dân thiểu số, không tôn trọng quyền tự do tôn giáo, đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm và kêu gọi nước ngoài can thiệp. Đây là những thủ đoạn không mới nhưng hết sức hiểm độc mà các thế lực thù địch phản động đang giáo diết thực hiện với mưu đồ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thể chế chính trị ở Việt Nam. Họ dựa trên những cái kết quả, những cái phỏng vấn đối với những người mà có bất đồng chính kiến rồi là chống đối Việt Nam. Và thậm chí những người này họ không ở Việt Nam, họ ở ngay nước ngoài, ở Mỹ, ở các nước, nhưng họ lại nói về tôn giáo ở Việt Nam. Họ không hiểu gì về tôn giáo của Việt Nam cả. Cái chính là muốn gây mất ổn định về trật tự xã hội và gây mất ổn định về chính trị, là để ngáng trở Việt Nam hội nhập với thế giới và phát triển. Và chính điều đó họ đã đưa những thông tin sai lạc, bóp méo sự thật rồi kích động quần chúng, lợi dụng những mâu thuẫn cục bộ nhất định nào đó giữa cộng đồng dân cư với chính quyền, rồi lợi dụng vấn đề đất đai, vấn đề khiếu kiện, lôi kéo sự ủng hộ từ bên ngoài, gây mất ổn định chính trị của chúng ta. Qua clip vừa rồi thì đồng chí có những bình luận gì ạ? Chúng ta thấy rằng trong cái việc chống phá này thì các cái đối tượng chống phá thường xuyên dùng các hình thức thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt. Trước đây chưa có cái mạng xã hội, chưa có internet thì phát tán tờ rơi tuyên truyền rò rỉ truyền miệng băng rôn khẩu hiệu đó, băng rôn khẩu hiệu đấy cái đó. Nhưng bây giờ chúng tận dụng ngay những thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ để chúng thâm nhập tuyên truyền những cái tư tưởng nhằm mục đích phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng hay dùng cái thủ đoạn là tung tin thất thiệt. Cái tin đó nó không rõ nguồn gốc, nó không có cơ sở, và qua cái việc đó chúng xen lồng những quan điểm và những ý kiến cá nhân nhằm làm cho nhân dân không tin tưởng vào lãnh đạo cấp trên, thế và gây nên cái tình trạng nghi kỵ lẫn nhau. Từ cá nhân tập thể nhỏ đến tổ chức, từ thấp đến cao.
Ngoài những chiêu trò như trong clip mà đã phản ánh thì những thế lực thù địch phản động họ còn sử dụng những cái chiêu trò gì khác để thực hiện mưu đồ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết tôn giáo thưa đồng chí? Chiêu trò đầu tiên mà chúng hay nhắm đến đó là chúng lợi dụng vào cái dịp đất nước ta kỷ niệm các ngày lễ lớn. Vâng. Đặc biệt những sự kiện quan trọng. Và đây chúng thường hay dùng cái thủ đoạn ta gọi là lật sử. Vâng. Sự thật của lịch sử như thế này thì chúng úp ngược lại. Thủ đoạn thứ hai là chúng lợi dụng ngay những cái sự kiện thời sự chính trị hàng ngày. Ví dụ như quan hệ đối nội, quan hệ đối ngoại, như bảo vệ chủ quyền biển đảo. Gần đây thì chúng ta còn thấy một thủ đoạn mới mà cũng hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch phản động, ở những kẻ đội lốt tôn giáo đã và đang sử dụng ở một số nước. Đó chính là tôn giáo hóa các vấn đề về đất đai, về dân tộc, để từ đó mà tạo thành những điểm nóng rồi kêu gọi nước ngoài can thiệp. Vậy thì đồng chí có thể làm rõ hơn sự nguy hiểm này ạ? Từ cái cuộc cách mạng Hoa Nhài ở Trung Đông cho đến bây giờ, đất nước Libya ra sao, rồi đất nước Afghanistan ra sao, và đặc biệt trung tâm là hai nước Iraq và Syria hiện nay. Vâng. Một đất nước của con đường tơ lụa ở Trung Đông giàu có như vậy, mà chính nguồn gốc của sự chia rẽ dân tộc, các cộng đồng dân tộc, trong đó các cái cộng đồng tôn giáo với nhau, là ngòi nổ để cho các cái thế lực phản động quốc tế cũng như các thế lực tôn giáo bản địa cực đoan nổi lên, trở thành cái chủ nghĩa khủng bố. Không một thành phố nào, không một ngôi nhà nào ở Syria mà hiện nay còn được nguyên vẹn. Cộng đồng quốc tế đang nhận ra được cái bài học từ sự thiếu sự đoàn kết thống nhất bên trong một quốc gia dân tộc và trong cộng đồng các tôn giáo, chính từ bài học Syria. Mới đây nhất là ở Bolivia, một đất nước hòa bình như vậy nhưng mà cũng có cái sự kích động từ bên ngoài vào, nên là sinh ra các đảng phái đối lập chống đối lẫn nhau, và cuối cùng là tổng thống của Bolivia phải bỏ chạy. Vậy thì để tiếp tục củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo, làm thất bại những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động, thì chúng ta cần phải đặc biệt chú trọng vào điều gì ạ thưa đồng chí? Vấn đề quan trọng nhất mỗi người Việt Nam chúng ta phải hiểu về cội nguồn dân tộc, tính đồng bào. Chúng ta phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cái tầng lớp nhân dân về cái truyền thống đại đoàn kết dân tộc, cố kết cộng đồng, muôn người như một của nhân dân Việt Nam. Chúng ta phải thấy được, nắm vững cái tinh thần của Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó là đoàn kết, là một chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nó là nguồn lực mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải chăm lo đời sống nhân dân, ổn định nhân dân. Dân có yên thì đất nước mới phát triển. Và vấn đề thứ ba đó là đoàn kết là phải có tổ chức. Như Lenin đã nói là hãy cho tôi một tổ chức thì tôi sẽ làm đảo lộn nước ngài. Vấn đề tổ chức trong đoàn kết rất quan trọng. Và vấn đề thứ tư, tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, nhận diện rõ những quan điểm, những tư tưởng, những thái độ, những hành động phá hoại khối đại đoàn kết tộc hiện nay. Chúng ta đấu tranh, chúng ta nhận diện một cách khoa học mà có phương pháp. Chúng tôi tin rằng là tới đây Đảng ta tiến hành đại hội 3 thì sức mạnh dân tộc Việt Nam sẽ được nhân lên, đúng như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói, đó là sức mạnh của gần 100 triệu đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Vâng, và cả của 54 dân tộc anh em nữa, đúng và không? Và của 54 dân tộc anh em nữa. Vâng. Vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý khán giả và các đồng chí, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo chính là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để đất nước ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy mà mọi mưu đồ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, gây bất ổn trong xã hội đều là tội ác không thể dung thứ, cần phải được nhận diện kịp thời, lên án và xử lý nghiêm minh.
Chương trình xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt quý khán giả và các đồng chí.